Xin chào bà con nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một nội dung, đó là bà con hiện tại nên nuôi bồ câu nào. Cái này là mình không phải quảng cáo bán giống nhé, cái này là mình chia sẻ kinh nghiệm cũng như cho mọi người một cái lời khuyên. Và nếu như mọi người cảm thấy có ích á, và những cái thông tin của mình hay á, thì mọi người có thể học, chứ mình không khuyến khích nha, và mình cũng không bán giống luôn. Hiện tại á, là trại của mình là phân phối có thể nói là khắp Việt Nam luôn, nhưng mà mình làm video vì niềm đam mê của mình. Hiện tại theo mình đánh giá, đó là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt, nó là một cái mức độ đó là hiệu quả nhất. Tại sao vậy? Nếu như mà so với chim bồ câu ta đi, mình lấy ví dụ so sánh giữa bồ câu ta và bồ câu Thái đi, hai loại này đều mang lại giá trị lợi nhuận, đó là con chim bồ câu ra ràng. Thì con chim bồ câu ra ràng của bồ câu ta nó chỉ nặng tầm khoảng như là 2,5 lạng đến 3 lạng khi mà mình làm thịt rồi nha. Còn đối với chim bồ câu Titan Thái siêu thịt, khi mà nằm ở độ tuổi 25 ngày, là hầu như tất cả khoảng là 90 trên 90% nó là trên 5 lạng hết. Và có một cái đặc biệt quan trọng, đó là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt nó có thể nuôi một lúc nhiều con. Và cái việc nuôi này ở con bồ câu ta hầu như hoàn toàn là đều không thể. Không thể nha mọi người. Đây này, đây là ba chú chim bồ câu chưa ra ràng, mới là chim bồ câu con thôi. Cái này độ tuổi tầm khoảng chục ngày nữa là mình làm thịt được rồi, là tầm khoảng rơi vào khoảng 25 ngày tuổi đó. Mình lấy một con ra cho mọi người xem luôn. Tại sao mình hay nói cái dòng này là dòng bồ câu siêu thịt? Đây, nhìn con to, bộ khung của nó to, chân cao, nhanh nhẹn. Còn chim bố mẹ thì khỏi phải nói rồi. Đây cho mọi người xem này, rất nhiều thịt nha. Và trên thị trường thì họ rất là thích chim bồ câu ra ràng của cái dòng bồ câu Titan Thái siêu thịt này. Và ngoài cái trọng lượng cân nặng của nó, thì có một cái nhiều nhà hàng họ quan tâm, đó là cái độ thơm của thịt. Mình cũng không biết tại sao là cái độ thơm của cái thịt này nó không có tanh như là chim bồ câu ta nhá. Có lẽ là chim bồ câu ta mọi người, nhiều người họ nuôi theo những cái cách khác nhau, có thể là thả rông hoặc là nuôi quần thể hay là gì đó, thì nó ăn những cái loại thức ăn không phải là thức ăn chuyên biệt mà mình nuôi ấy, thì thành ra là chất lượng thịt nó không có được thơm. Và nhiều người bị bệnh phong á, mà ăn hay bị ngứa thì ăn chim bồ câu là hay bị. Nhưng mà ăn chim bồ câu mà nuôi theo cái kiểu như là nhốt riêng lẻ từng chuồng và cho ăn thức ăn riêng biệt á, thì nó không bị nha. Và như mọi người cũng biết rồi, đó là một con chim bồ câu ra ràng giá trị dinh dưỡng bằng 9 con gà. Nên là nuôi bồ câu á, mọi người không bao giờ lo không có hướng tiêu thụ. Đặc biệt ở trại mình còn bao đầu ra cho người nuôi rồi. Nên là mọi người cứ an tâm nuôi, ở trại mình làm hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người nuôi luôn. Còn cái khi mà mình so sánh một cái bồ câu Titan Thái siêu thịt với bồ câu gà Mỹ đi, tại vì cái giá trị của con chim bồ câu gà Mỹ là nó cao hơn bồ câu Titan Thái siêu thịt nha. Giá chim giống của bồ câu gà Mỹ đắt hơn luôn, nhưng mà tại sao mình nuôi theo mô hình lớn mình lại chọn chim bồ câu Titan Thái siêu thịt? Đó là cái giống chim bồ câu Titan Thái siêu thịt này, ngoài cái việc mà đẻ rất là nhiều, một năm đẻ trung bình từ 25 đến 30 lứa theo cách và kinh nghiệm nuôi ở trại mình, thì nó còn nuôi con khéo nữa. Chim bồ câu gà Mỹ á, nó đẻ cũng ok, không phải là không ok đâu, nhưng mà nuôi con không khéo bằng chim bồ câu gà Mỹ nha mọi người. À, chim bồ câu gà Mỹ không nuôi con khéo bằng chim bồ câu Thái nha. Như mọi người cũng thấy này, mình làm video rất nhiều trại rồi, đâu đâu mọi người cũng thấy ở trên lồng chim bồ câu con rất là nhiều. Đây là chim bồ câu nhỏ nha, chim bồ câu nhỏ nha mọi người. Cái này là
là mới nở tầm khoảng được vài ngày thôi đó. Còn những cặp này thì tầm khoảng hơn chục ngày rồi. À, như mình nãy mình có nhắc đến chim bồ câu gà Mỹ thì đây có một cặp chim bồ câu gà Mỹ này. Chim bồ câu gà Mỹ thì nó nuôi con nó gọi là nó không có có chăm đều, ví dụ như là mình ghép 4 cặp, 3 cặp đi thì đôi khi á là nó chăm con á nó không có đồng đều bằng chim bồ câu gà Mỹ, à chim bồ câu ti thái siêu thịt mọi người ạ. Đôi khi có hai con to, một con nhỏ thì thành ra là cái chất lượng thịt khi mà mình xuất mình bán á, thì nó không được đồng đều nhau. Bắt thử cho mọi người xem cái một cái cặp giống bố mẹ đi, là cặp bố mẹ chồng ti tan thái siêu thịt đi. Đây này, cho mọi người xem này, đây là con trống nha. Ở dòng chim bồ câu ti tan thái siêu thịt á thì cái bộ khung của nó rất là đẹp. Và điểm mà dễ nhận biết nhất chim bồ câu ti thái siêu thịt đó là cái màu lông màu xám đá này, lông mượt, con nhanh nhẹn và ở cánh nó có hai vạch nha. Và chim này ở bên Thái Lan mình nói thiệt với bà con chứ họ nuôi rất là nhiều và họ nuôi phải nói là cực kỳ bài bản luôn. Họ không có nếu như mà đã nuôi theo hình thức trang trại á, là cực kỳ bài bản. Và mình thật là may mắn khi mà mình học được những cái cách nuôi của người Thái, khi về mình áp dụng ở Việt Nam thì nó thành công. Tại vì bên Thái Lan Việt Nam là nó cùng nằm trong một cái gọi là cái khu vực Đông Nam Á, thì thành ra là cái điều kiện khí hậu với những cái mình nuôi á, hầu như là nó tương đương nhau. Nên mà khi mà mình áp dụng nó về nuôi ở Việt Nam mình á, thì con bồ câu ti tan thái siêu thịt này sinh trưởng và phát triển rất là ok nha mọi người. Đây, đây tất cả đây là bồ câu ti tan thái siêu thịt ở trại mình này. Nên là mọi người mà nếu như mà quyết định nuôi chim bồ câu á thì mình phải tìm hiểu rõ là cái giống nuôi nó có hiệu quả không, từ đó mình sẽ quyết định là việc mình nuôi cái con chim gì. Giống như là mình nuôi bò hay là nuôi heo vậy. Thời gian điểm trước đây khoảng 3 đến 4 năm thì nở rộ lên cái phong trào mà nuôi heo rừng lai á, trên Tây Nguyên và một số tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước á, nở rộ lên cái phong trào là nuôi heo rừng lai. Thì rất là nhiều người họ tìm những cái giống heo rừng lai họ nuôi, và cái giá trị thương phẩm của con thịt heo rừng lai nó ngon hơn cây con heo trắng tao rất là nhiều. Cái ý mình nói là cái con giống nó quyết định những cái mình nuôi là có thành công hay không. Đôi khi mình lấy là ví dụ là nuôi chim bồ câu ta đi, có thể như là nó ăn cùng một loại thức ăn đó, có khi ăn nhiều hơn nhưng mà hiệu quả không cao bằng chim bồ câu ti thái siêu thịt. Chim bồ câu mi mắc cũng vậy, không hiệu quả nuôi con kém hơn chim bồ câu ti thái siêu thịt. Đó là những cái đánh giá của mình nhá, dựa trên cái kinh nghiệm, dựa trên cái việc mình nuôi chim bồ câu rất là lâu rồi và cả hệ thống của mình trang trại ở Việt Nam mình rất là nhiều, thì mình chia sẻ kinh nghiệm để bà con biết. Và hy vọng là những cái thông tin của mình sẽ giúp ích được cho những người bắt đầu nuôi chim bồ câu. Cảm ơn tất cả bà con nha.